Đạo tràng Tịnh Tông Học hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu trích giảng trả lời vấn đáp Phật pháp dấu hiệu để biết và cách hóa giải vong nhập như thế nào. Chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi. Thầy hoan hỷ cho con chia sẻ một sự việc của bản thân con. Trong suốt 20 năm nay, con có một vong theo con. Cứ mỗi lần con đi chùa hay về quê dỗ bố mẹ con, cái vong lại nhập vào người con, nói là tôi là tổ cô. Có lúc lại nói và giả danh là ông tổ, có lúc lại nói ông nọ bà kia. Vậy con mong thầy hoan hỷ giảng cho con và cách cho con phải làm thế nào để cái vong đó ra khỏi người con. Và con xin cảm ơn thầy. Con thiết tha mong thầy hoan hỷ dạy bảo cho con. Con rất mong được sự giúp đỡ của thầy. Kính chúc thầy mạnh khỏe luôn vì chúng sinh. A Di Đà Phật. Nguyễn Thị Thu, số nhà 46. Ở tận Thanh Hóa này, Phật tử này tận Thanh Hóa này. Đâu là trường hợp này lên, trường hợp nào đứng lên ra đây xem là vong ở đâu? Ở đâu? Họ không đến à? Đâu? Về rồi á? Thế về rồi mới hỏi cái gì? Về rồi thì làm sao làm được gì? Cái trường hợp này nếu có ở đây thì lên đây xem vong nó ở đâu. Thôi nếu mà về rồi thì thôi, qua câu hỏi này thì trả lời là về thôi. Nếu ở đây thì xử lý được ngay mà giải quyết được luôn. Nhưng mà về mất rồi nó cũng là cái duyên. Thôi thì bây giờ trả lời theo cách mà Phật tử này, cái vị này đã về rồi vậy. Cái này á, có gì đâu, cũng do cái đời trước trong theo kinh nhân quả Đức Phật, do đời trước là gì? Cũng là người tu hành hoặc xuất gia hoặc tại gia tu hành, nhưng mà mong cầu thần thông. Vì cái tâm mong cầu thần thông cho nên đời này kiếp này mới bị gì ạ? Mới bị ma chiêu quỷ nhập như vậy. Hoặc rằng vì gì? Có thể là mình do cái nghiệp sát hại quá nặng ở đời trước cho nên nay bị gì? Nay bị họ giả danh như vậy để gì? Là người thân để báo oán, để họ gì? Họ đòi ăn. Cho nên cái trường hợp này á, nếu mà ở đây á, thì xử lý có thể được ngay. Nhưng mà bây giờ nó về mất rồi thì nó phải khó hơn một chút. Phải nhất tâm. Đó là vị này về nên nhất tâm phát nguyện tụng 100 ngày kinh Địa Tạng này để hồi hướng cho cái oan gia trái chủ và các vong ấy. Và trường hợp này Phật tử này nên nghe lại bài giảng này, nhất là cái đoạn này thầy hướng dẫn cho này. Và ai có cái tương tự như vậy thì khi mà các vị á, người mà bị như thế này nên học nó một câu thần chú nữa, câu thần chú ngắn ngắn thôi. Câu thần chú ngắn ngắn rồi, ví dụ như là câu thần chú Văn Thù Thân Chân Ngôn, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm thế thôi. Nên học cái câu thần chú này. Câu thần chú Văn Thù Thân Chân Ngôn này nó có cái công năng là gì? Khi mà chúng ta trì tụng đến cái mức mà thuần thục, đến có lúc là phát quang, có lúc mà sinh trưởng công đức á, thì tất cả các ma chướng, các yêu ma đều không thể xâm nhập được vào thân thể mình. Nếu như mình nhất tâm mình đọc tụng thì dẫu cho thiên ma 3 tuần cũng không làm gì được. Chứ đừng nói là mấy cái vong linh bé bé thì cũng thiên ma 3 tuần chẳng làm gì được. Huống chi là những vong linh quỷ thần nhỏ nhỏ ở trong gì? Ở trong nhân gian này. Lúc đọc thần chú này thì cái điều quan trọng, các vị nhớ này, cái chú Văn Thù Thân Chân Ngôn ở trong cái quyển nghi thức tụng chú Đại Bi á, của chùa Khai Nguyên, chúng ta ấn tống á, có cái câu thần chú đó: Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Án Lam Án Lam Án Lam, Văn Thù Thân Chân Ngôn, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm, Văn Thù Thân Chân Ngôn, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm đó, đọc thuộc câu thần chú đó, hoặc đọc thuộc 2 câu thần chú, một là Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, đọc nó cho 7 biến hoặc 21 biến trước. Khi mà chúng ta nghe người nó gai gai khó chịu, cái trường hợp mà vong nhập á, nó có mấy cái yếu tố thường là xảy ra. Một là tự nhiên là gì? Nghe sẩm tối mặt mày.
Cái người mà như mà mặt mày sầm tối mà cái, thì cái lúc đó là cái lúc liền vong nó vào. Cái trường hợp thứ hai, có thể khi có trường hợp chúng ta đang tụng kinh đó mà nó vẫn vào được, đang niệm Phật nó vẫn vào được, đó là nghe cái mày, hai mí mắt của chúng ta gì sụt xuống, tức là nó nặng, hai mí mắt nó sụt xuống như thế này, lúc đó cũng là lúc mà gì vong nó chuẩn bị vào. Cái trường hợp thứ ba thường hay gặp nhiều nhất, đó là khi đang nghe nặng hai mỏi hai bên vai này, đang ngồi tụng kinh niệm Phật hoặc đang làm gì hay đang đi đâu mà nghe hai bên vai nó mỏi, hai bên vai nó mỏi nhừ xuống, nó nặng chiếu xuống và nghe nó lạnh lạnh ở chỗ gáy này, trường hợp này là hay vào nhiều nhất. Hay vào nhiều nhất là khi nghe nặng hai bên vai mà cái gáy nó lạnh lạnh và cái lông tóc của chúng ta nó cứ dựng dựng lên, nó có một cảm giác nó gai gai. Các vị có cảm giác gai gai rét bao giờ chưa? Thì cái tóc, lông tóc của mình nó cứ dựng dựng đứng lên, rồi dựng ngược lông tóc, trường hợp như thế chuẩn bị nó vào. Và một cái trường hợp nữa, đó là khi mà chúng ta tự nhiên là trong tim cảm thấy đập gì, đập mạnh. Vì sao tim đập mạnh? Vì chúng ta cảm giác, cảm nhận thấy thì cái thế giới tâm linh ở bên kia nó đến gần chúng ta, và chúng ta không làm, không khống chế được nó, và thì tự nhiên nó đến gần một cái thì tự nhiên chúng ta cảm giác cái tim đập mạnh và cứ nghe hồi hộp và sợ sệt, thì cứ hồi hộp như vậy, thở dốc một cái thì như vậy là nó vào rồi. Đấy, lúc đấy nó vào. Đó. Đấy, thầy đưa mấy cái trường hợp như vậy. Một cái điều nữa là nghe đau đầu. Trường hợp nữa là đau đầu, đau ở trên đỉnh đầu của huyệt bách hội này. Nghe đau đầu rất khó chịu thì được một chút gì cũng là nơi nó vào, vân vân. Có thể nó vào bằng nhiều cách, nhưng mà thường là đấy là mấy cách mà thầy đã trải nghiệm qua nhiều những các Phật tử họ đến họ kể, cũng như trong suốt bao nhiêu thời gian mình tu tập là giúp đỡ cho các Phật tử hay là những người mà bị bệnh hay bị ma nhập, vong nhập như vậy, thì họ kể thường thường đúc kết lại mấy cái thứ đó. Thì chúng ta khi đó là phải gì? Phải nhất tâm. Nếu chúng ta đang ở nhà thì ở đâu đó hay đang đi làm việc, kể cả đang làm ở ngoài đồng có người bị vong nhập các quý vị ạ, thì trường hợp như vậy thì chúng ta chỉ nghe khó chịu gai gai như vậy, chúng ta không biết là nó bị cháy nắng trời trời hay là bị vong nó muốn nhập, không cần biết. Lúc đó chúng ta chỉ cần gì? Nhất tâm chúng ta niệm tịnh pháp giới chân ngôn đã làm khoảng độ 7 lần 21 lần như vậy, hoặc chúng ta niệm ba hơi an lam như vậy, an lam hít vào an lam. Khi chúng ta niệm an lam có câu thần chú tịnh pháp giới chân ngôn an lam như vậy, chúng ta nên quán tất cả gì cái cảnh giới ở xung quanh chúng ta, không gian ở xung quanh chúng ta gì được quang minh của chư Phật Bồ Tát phóng tới mà gì làm cho sạch sẽ quang minh. Ví dụ trong ở trong phòng này thì cả cái phòng này chúng ta quán tưởng là gì nó sáng trưng rực rỡ, không có gì, không để cho một thế lực đen tối nào có thể vào được trong cái khoảng không gian chúng ta gì đang ở này, mặc dù là hội trường này hoặc ở nhà chúng ta hoặc ở ngoài đồng hoặc là kể cả đang ngồi trên ô tô xe buýt vân vân, chúng ta cũng nên quán tưởng như thế. Và sau khi tụng ba cái hơi đó xong, ba hơi thần chú tịnh pháp giới đó xong, chúng ta phải nhất tâm tụng gì văn thủ thân chân ngôn. Khi văn thủ thân chân ngôn án xỉ lâm bổ lâm, án xỉ lâm bổ lâm đó, chúng ta gì nếu chúng ta hơi hơi khép mắt lại, hoặc là nếu đang đi xe thì phải mở mắt nhá, đang đi xe khép mắt lại mà nhắm mắt lại mà tụng thì thôi thì chết, đáng lẽ thì chưa chết nhưng mà là phải chết, vì thì lao vào cột mốc hoặc là lao vào lề đường, lao vào nhà dân hoặc lao vào ô tô thì rất nguy hiểm. Cho nên nếu đang lái xe máy đi trên đường vẫn có thể thấy người ngay ngay khó chịu, nó xúi mình là vào lâm vào chỗ này, đâm vào chỗ nọ, đâm vào chỗ kia, có trường hợp như thế thì mình gì nhất tâm mở to mắt ra thì mình tụng án xỉ lâm bổ lâm, án xỉ lâm bổ lâm, án xỉ lâm bổ lâm, chúng ta có thể đọc ra tiếng nhỏ nhỏ mấy cái môi hoặc là gì đọc ở trong tâm. Nhưng điều quan trọng khi đó chúng ta thì nếu đang ngồi xe máy, chúng ta phải quán tưởng là gì có một cái vòng sáng, khi chúng ta tụng như vậy một cái vòng sáng từ ở trong gì thân thể chúng ta nó tỏa ra, nó tỏa sáng, tỏa rực ra. Các vị xem phim Tây Du Ký mà nhớ cái đoạn mà Tôn Ngộ Không vẽ cái vòng cho sư phụ đi vào trong mà Bạch Cốt Tinh không thể vào được không? Xem không? Đó, về đấy, 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 dùng cái đó. Các vị về xem cái tập phim của Bạch Cốt Tinh đó. Tôn Ngộ Không khi mà đi xin cơm á, muốn bảo vệ sư phụ, cho nên thì bảo sư phụ đứng ở đó, Tôn Ngộ Không thì dùng cái gậy như ý của mình á, vẽ một vòng tròn một cái và gì?
và bay đi xin cơm. Bạch Cô Tinh bắt đầu muốn vào hải sư phụ, cho nên là cứ vào một cái thì bị cái gì ạ, cái vòng đó, cái ánh sáng của cái vòng vẽ của Tôn Ngộ Không đó, nó đẩy ra. Cái vòng đó là gì? Đó chính là thiền định, đó chính là công đức, đó chính là giới phẩm. Do gì? Do giới định tuệ mà sinh ra cái gì? Cái quang minh, cái ánh sáng công đức đó khiến ma không thể vào, không thể vào được. Nay chúng ta nhất tâm tụng niệm, chúng ta nghĩ rằng bây giờ chúng ta thân chúng ta thì không làm ác, miệng chúng ta không nói việc ác, ý chúng ta cũng không nghĩ tới việc ác. Cho nên đó là gì? Đó là thiền định, đó là giữ giới. Đó là gì? Tâm chúng ta đang nhất tâm để niệm chú, đó là định. Vậy giới định tuệ đã có đầy đủ ở trong gì? Trong khi đó chúng ta đang nhất tâm trì chú rồi. Vì vậy mà nhân giới định tuệ đó mà phát ra một cái loại công đức, một loại quang minh từ ở trong gì? Trong A Lại Giả Thức của chúng ta. Ở trong kho tàng A Lại Giả Thức của chúng ta, chủng từ Bồ Đề Thiện, từ vô tỷ kiếp chúng ta gieo trồng, nay nó phát tác, nay nó sinh ra và tỏa ra những cái hào quang sáng. Cứ như vậy nó cứ ra từng đợt, từng đợt. Các vị về có thể nhớ xem là cái bộ phim Bạch, phim Tây Du Ký, cái tập Bạch Cốt Tinh đó, xem cái ánh sáng đó nó tỏa ra. Thì chúng ta nên quán tưởng đó. Phật tử này hỏi câu hỏi này này, nên xem lại cái đoạn đó và nên quán tỏa. Khi chúng ta niệm như vậy, cứ nhất tâm niệm như vậy, nó tỏa ra thì khiến cho tất cả các gì yêu ma quỷ mị không thể xâm nhập được vào thân mình nữa. Nếu như Phật tử nào mà cũng hay thỉnh thoảng hay bị như vậy thì cũng nên làm như vậy, một thời gian sau là khỏi thôi. Và một cái điều nữa là nên gì? Nên tập thể dục. Cái trường hợp này nên tập thể dục, nên tập thể dục cái dịch cân kinh nhé, để cho nó cái khí âm dương gì nó quân bình. Dịch cân kinh ở đây có Phật tử nào biết không? Cái bài dịch cân kinh của Tổ Đạt Ma dạy rất là đơn giản thôi. Tập thế này này, cứ vẩy tay này. Đây thì làm luôn cho xem. Vẩy tay. Đứng hai chân bằng vai này. Hai chân bằng vai, dang hai chân bằng vai này. Hai chân bằng vai. Hoặc là có một cái thế đứng thì hai chân thì khép khép vào như thế này. Vừa đứng cái hình chữ V, hai cái mũi đầu chân, hai đầu chân mũi chân ra lên như thế này. Và bắt đầu là cứ thế là vẩy thôi. Vẩy sang tay sang sau này thôi. Khi vẩy sang thì chân 4, 10 đầu ngón chân là gì? Kiếng lên trên hư không này. Kiếng lên trên cao này. Cứ vẩy là kiếng lên, vẩy một lần là kiếng lên. Đó. Như vậy thầy đang mặc cái áo cho nên chúng ta khó nhìn. Nhưng mà một cái đấy là một cái bài dịch cân kinh của Tổ Đạt Ma. Khi vẩy lên như thế á thì cái chân cho 10 đầu ngón chân chúng ta nhấc cao lên. Cái hậu môn chúng ta thì chúng ta thoát cái hậu môn vào. Đó là cái bài tập để dưỡng khí sinh thần, và dưỡng khí sinh thần khiến cho cái cơ thể của chúng ta, cái âm dương nó hài hòa, nó không cái đẩy cái khí âm đi, nuôi tăng trưởng cái khí dương lên, thì cũng là một cái biện pháp khiến cho các vong nó không thể nhập được vào. Đó. Nó không thể nhập được vào nữa. Đấy là một cái phương pháp gọi là trợ duyên thêm. Trợ duyên thêm cho cái chỉ chú của chúng ta vào buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. Ngày nên 3 thời thể dục như vậy, khoảng 15 đến 30 phút như vậy. Thì thân thể sẽ rất là khỏe mạnh. Hoặc là cũng học thêm lễ Phật y học nữa. Học thêm cách lễ Phật y học nữa. Cách lễ Phật y học xem, có thể xuống phòng thông tin tỉnh là cái đĩa đó, hoặc là về xem ở trang web của nhà chùa có cách lễ Phật y học của tỉnh Tông Hội Việt Nam nữa. Vừa nói đến ma, ma nói đến nó phá, nó làm cho chúng ta không nghe pháp được đấy. Mưa to quá không nghe được đúng không? Chúng ta niệm Phật 3 đến 5 phút để cho ông ấy đi thì đã. Niệm Phật 3 đến 5 phút cho ông ấy đi đã thì chúng ta lại tiếp tục. Bây giờ như thế này nói nó ầm ầm không nghe được cái gì cả.